Xin chào các bạn Ở trong phần trước Chúng ta đã tìm hiểu về công cụ Support Healing Blood Trong việc tẩy xóa vết bẩn Mụn Bụi bẩn trên da Trên quần áo Trong bài ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu Về cách sử dụng công cụ Healing Blood Và công cụ Path Công cụ Healing Blood Tool là một công cụ Cho phép chúng ta cá nhân hóa nhiều hơn nó sẽ không tự động xử lý giống như Spot Healing nữa mà chúng ta sẽ chủ động chọn được những cái vùng ảnh đẹp để chúng ta lấp vào những cái vùng ảnh xấu hay là những cái vùng nó có vết bụi bẩn cách chúng ta sử dụng như sau trước tiên chúng ta chọn công cụ Healing Brush khi các bạn retouch sản phẩm tùy vào cái yêu cầu và mục đích của sản phẩm của bạn retouch mà các bạn điều chỉnh cái nét cọ của, của chúng ta là nét cọ cứng hay là nét cọ mềm ví dụ như trong bài này khi mà chúng ta thực hiện tẩy mụn ở trên mặt của cô gái để cho làn da nó mềm mại hơn thì chúng ta sẽ chuyển sang nét cọ mềm để chuyển nét cọ mềm chúng ta ấn tuột phải chọn vào phần h nét và kéo h nét xuống không thì nó sẽ rất là mềm cách làm việc uh, của công cụ Healing Brush khá là đơn giản chúng ta ấn phím an trên bàn phím nó sẽ tạo ra một cái dấu chấm tròn nhỏ để giúp chúng ta chấm vào một vùng da đẹp sau đó nó đã copy cái vùng da đẹp này đó với cái độ hát là không sau đó chúng ta di chuyển và đắp vào những vùng da có mụn hay những vùng da có vết bẩn và đối với cách làm này chúng ta sẽ cho cái công cụ brush nó to hơn cái vùng mà chúng ta muốn đáp vào một chút thì nó sẽ lắp đầy được cái vùng khuyết điểm ở trên da cách làm để đồng đều nhất là chúng ta sẽ cóp những cái vùng da gần cái vùng da mà chúng ta muốn đắp lên thì nó sẽ đồng đều về màu da cũng như là về các cái kiểu cách ở trên da ở trên cái vùng ảnh đó nó sẽ đồng bộ với nhau cho nên là nếu như chúng ta có thể chọn được những cái vùng gần sát với nó là tốt nhất bởi vì khi chúng ta chọn sát nó chúng ta có thể xóa nó chân thực nhất bởi vì là nó đồng đều về màu da hơn so với những cái chỗ mà chúng ta copy nó hơi xa mỗi lần chúng ta muốn có một vùng da mới chúng ta ấn phím an để copy và bỏ an ra để đắp lên vùng da nó bị xấu và một lần cóp chúng ta có thể đắp nhiều lần khi mà chúng ta đắp các bạn lưu ý có một cái dấu cộng nhỏ nó xuất hiện và cái chỗ dấu cộng đang đứng là cái chỗ mà nó sẽ lấy cái vùng da đó để đắp lên những cái vùng da khác chúng ta cũng có thể kéo nhưng chúng ta lưu ý khi chúng ta kéo thì dấu cộng nó sẽ chạy theo khi dấu cộng chạy theo thì nó sẽ kéo những cái vùng da mà dấu cộng nó đang ở đó để nó copy nó đắp vào cái vùng da da cũ của chúng ta cho nên là trong những trường hợp mà ví dụ như là nó có những cái họa tiết hoa văn ảnh có những cái họa tiết hoa văn thì chúng ta không nên kéo mà chúng ta nên chấm ví dụ như là trên da hoặc là trên tường nhà chúng ta có thể kéo được vì nó đồng đều màu với nhau đó là cách dùng cái thuộc tính healing này vậy thì công cụ này có những thuộc tính gì trong bài hôm trước tôi đã chia sẻ với các bạn về cái broad tip với lại phần model rồi thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái thuộc tính nó không có ở cái công cụ support đó Ví dụ như ở phần suộc thuộc tính của Helling nó sẽ có hai cái kiểu kiểu thứ nhất là sample sample nghĩa là cái chúng ta đang làm là chúng ta sẽ copy một cái vùng da ở chỗ khác và đắp vào cái vùng da bẩn cái thứ hai là pattern thì pattern là chúng ta sẽ chọn một cái mẫu ở trong cái thư viện bắt tùm này và chúng ta đắp lên chúng ta chỉ việc chọn mẫu và đắp lên thôi nó sẽ như thế này đó nó sẽ đắp cái mẫu lên như vậy cái bắt tùm này chúng ta chỉ làm trong cái việc trang trí khi mà chúng ta muốn trang trí ảnh thôi còn trong xử lý ra thì chúng ta không nên dùng hoặc là chúng ta dùng trong sản phẩm còn xử lý ra thì chúng ta nên dùng sample cái thuộc tính tiếp theo ở đây nó sẽ có ba cái cơ chế, một là current layer, có nghĩa là tôi xử lý từ nãy đến giờ là tôi đang xử lý trên layer background, có nghĩa là chúng ta sẽ đắp trực tiếp lên background luôn. Cái này nó sẽ không an toàn lắm. Ví dụ như là chúng ta xử lý một cái đoạn nào đó ví dụ chỗ này nó bị bệt này, nó nó vẫn có màu đỏ mà nó không xóa được hết, xóa được mụn nhưng nó vẫn bị bệt màu đỏ thì chúng ta sẽ không tài nào chúng ta quay lại để chúng ta sửa lại được và càng sửa vào đây thì nó càng bật càng bệt. Đây là cái nhược điểm ở phần Current Layer Là làm và đắp trực tiếp lên Layer hiện tại Còn nếu chúng ta chọn một cách an toàn hơn là Current and Below Khi chúng ta chọn chế độ này Chúng ta sẽ tạo ra một Layer mới Và là Layer rỗng Chúng ta đặt nó tên là cái gì đó, như đây là da chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta sẽ Vẫn làm bình thường chúng ta Vẫn làm bình thường như vậy, vẫn ấn Uncrop và đáp lên nhưng nó lại không đắp trực tiếp lên lại layer background mà nó để lại lại đắp copy và đắp ngược lên cái layer da này hiệu quả nó cho cũng giống như vậy nhưng chúng ta an toàn hơn ở chỗ là chúng ta có thể xóa sửa được ví như là vô tình chúng ta đắp vào phần môi để chẳng hạn bị bệt mất chỗ này chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần đó tắt mở mắt hoặc là chúng ta dùng easy chúng ta dùng easy chúng ta xóa đi cái chỗ đó ta xóa trên layer ra này. xóa đi cái vùng ảnh đó. Thì nó sẽ an toàn hơn. Vậy nếu như các bạn xử lý ra hay là làm sản phẩm để an toàn các bạn nên uh, chọn cái chế độ đó là current and below. Còn on uh, layer thì là nó tác động tất cả các layer rồi. Một là các bạn chọn current layer. Nếu như các bạn chọn current layer thì các bạn nên làm bằng cách là Z layer này lên chứ không nên làm trên layer background. Các bạn kanji nó lên hay duplicate nó lên. Thế các bạn làm trên một cái layer phụ ở trên. Còn nếu như các bạn làm trên layer đó thì các bạn nên tạo nên chọn chế độ là color. Còn cái diffusion này thì tôi đã phân tích cho các bạn trong cái video trước rồi. Các bạn có thể quay lại video trước để xem nhé. Cái công cụ tiếp theo đó là path Pattern. Để làm pattern thì chúng ta sẽ mở lại cái ảnh này. Pattern là một cái công cụ cho phép chúng ta cá nhân hóa cao hơn nữa. Ở đây nó sẽ cung cấp chúng ta hai cơ chế làm việc. Cái cơ chế thứ nhất là suộc Khi chúng ta chọn chế độ suộc là chúng ta kéo khoanh cái vùng da Cái vùng da có mụn ra cái vùng da đẹp Và nó sẽ cóp ngược lại Các bạn nhìn thấy là tôi di chuyển thì nó sẽ có cái cái vùng da nó được copy Đó Nó sẽ như thế này Là cái cơ chế thứ nhất là khoanh cái vùng xấu Ném ra vùng đẹp thì cóp ngược cái vùng đẹp lại cái cơ chế thứ hai ấy, là cái chính ngược lại là chúng ta lại khoanh vùng đẹp. Chúng ta ném vào vùng xấu. Và nó sẽ hòa hợp. Cái cái công cụ tool này nó cũng có có cái cơ chế opacity và follow đã được uh, cài đặt sẵn ở trong công cụ của nó rồi cho nên nó sẽ hòa hợp rất là hợp lý về kể cả về ánh sáng và cái độ trung hòa về màu da. Nó đều khá là hợp lý và bên cạnh cái cái cách dùng và cái thuộc tính của nó thì cái công cụ này nó còn cho phép chúng ta điều chỉnh cái độ opacity và nó là một cái công cụ để trẻ hóa làn da khá là hiệu quả ví dụ như là đoạn này cái 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 cái, cái vân cái bọng mắt của bạn này giải sử nó khá là nhiều chẳng hạn và chúng ta muốn giảm bớt bọng mắt đi thì bình, bình thường các công cụ khác thì nó sẽ tẩy triệt để nhưng riêng công cụ này khi mà chúng ta kéo ra chúng ta chọn chế độ thứ nhất là chuột chúng ta kéo ra nó cóp ngược lại đó thì nó ở đây thì nó xóa gần hết bọng mắt nó xóa hết hoàn toàn bọng mắt rồi thì nó sẽ rất là giả vì trong cụ này nó sẽ cung cấp chúng ta một cái uh, cơ chế đó là face path selection shift ctrl f khi chúng ta đang thao tác ở vùng chọn này chúng ta ném vào đây chúng ta muốn giảm bớt đi chúng ta sẽ chọn face path và chúng ta giảm xuống giảm hết cỡ thì nó sẽ hiển thị hoàn toàn vùng da cũ ra và đắp đắp lên một phần Ví dụ như chúng ta muốn giảm bớt như thế này Bạn này vẫn có cuồng mắt nhưng mà Vẫn có cái bọng mắt Nhưng mà nó ít hơn Thì nhìn nó trẻ hơn Đó Thì đây là cách mà chúng ta Thao tác với công cụ Pass Selection và Pass Selection là một cái công cụ thao tác rất hiệu quả và xử lý ra ở dạng thô và đặc biệt xử lý, trong ảnh bất động sản hay là ảnh sản phẩm khi mà chúng ta xử lý vết bẩn nó cũng rất là hiệu quả bởi vì nó có thể quản lý được cái phết pass selection này nó không đáp hoàn toàn lên chúng ta can di lên và chúng ta làm khoanh đó chúng ta có thể khoanh và chọn cái vùng da mà chúng ta muốn đắp lên chúng ta ném nó vào nó vào nó cóp vào cái thứ hai là chúng ta chọn là cái cơ chế này là khoanh vùng đẹp và ném vào vùng xấu đó, nó sẽ có một cái cơ chế um, hòa trộn nhất định. Cái chức năng của nó đã được thiết lập sẵn. Và các bạn nên uh, khoanh những cái vùng gần cái vùng xấu để cho nó không bị khác biệt quá về màu da cũng như là về ánh sáng nó sẽ thật hơn. Đây là thuộc tính và cách sử dụng của Path Selection ngoài ra path selection còn, còn cung cấp cho chúng ta bốn cái cơ chế tạo selection cái đầu tiên là vẽ một cái selection mới khi các bạn vẽ một cái selection như thế này ví dụ như là các bạn chọn uh, suộc chẳng hạn và các bạn vẽ cái vùng này đến đây chẳng hạn nhưng sau đó các bạn lại muốn cộng thêm một cái vùng mụn uh, cái da xấu ở bên cạnh nữa các bạn sẽ chọn vào cái thứ hai đó là add to selection và các bạn các bạn vẽ thêm nó sẽ cộng vào khi mà các bạn vẽ cộng quá mà các bạn muốn trừ đi các bạn chọn cái thứ ba đó là sắp chắc hay là các bạn ấn phím an trên bàn phím còn cộng vào ấy cái này ấy, các bạn ấn phím shift trên bàn phím còn cái này thì các bạn lấy phần giao của nó đấy cái này các bạn có thể sửa ngay trong quá trình mà các bạn vẽ, các bạn vẽ mà nó không uh, được như ý thì các bạn có thể sửa được bằng bốn cái cơ chế này. Đây là cách sử dụng về Path Passation là một công cụ rất là hiệu quả các bạn nhé. Các bạn nên sử dụng nó để xử lý ở mức độ dạng thô. Và trong bài ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái công cụ khác ở trong phần uh, retach sản phẩm đó chính là công cụ clone Temp và Pattern stem Tool. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng cũng như là thuộc tính của công cụ này. Ok, trong bài ngày hôm nay tôi uh, xin chia sẻ với các bạn về cách sử dụng và thuộc tính của hai công cụ đó là Healing Brush Tool và Pattern Tool. Hy vọng rằng uh, thông qua cái bài chia sẻ này các bạn có thể nắm được cách sử dụng cũng như là thuộc tính của hai công cụ này để làm sao chúng ta có thể vận dụng nó một cách hiệu quả nhất trong xử lý ảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.